Nếu các chị em mình đang di chuyển trên những chiếc Honda Vision và rất là sợ những cái đinh đâm vào những lúc di chuyển đường dài, đi ban đêm, thì đây là giải pháp cho nhà mình, đó là vỏ xe chống đinh. Tại sao được gọi là vỏ xe chống đinh? Thì vỏ xe này nó sẽ khác hoàn toàn với lại những cái vỏ trên thị trường được quảng cáo là gai chống đinh. Vỏ xe được phủ lớp chống đinh. Đây, đây là vỏ xe được phủ lớp chống đinh nha. Nó được phủ một lớp cao su dẻo bên trong lòng vỏ. Và lớp cao su dẻo này nó sẽ luôn dẻo đến khi nào quý anh chị sử dụng hết gai vỏ thôi. Và khi có những cái đinh đâm vào giống như vậy thì nó sẽ tự liền lại. Chúng ta không cần phải vá sau khi rút và cũng không nhất thiết phải rút ra. Rồi, đây quý anh chị có thể coi ở phía sau lưng. Những cái đinh này nè, nó đâm vào thì lớp cao su dẻo này nó bọc kín những cái đinh lại. À, công nghệ này thì đã có từ rất là lâu rồi và nó rất là thịnh trên những cái chiếc xe ô tô mà thuộc hàng cao cấp. Bởi vì những chiếc xe ô tô thuộc hàng cao cấp thì nó không có bánh xe dự phòng. Thì đối với xe máy, hôm nay Khanh ứng dụng vào phủ phía trong lòng vỏ. Và lớp cao su dẻo phủ phía trong lòng vỏ nó được phủ trên mái ly tâm. Quý anh chị có thể coi trên màn hình giúp giùm Khanh. À, để phủ được lớp cao su này thì nó phải nung ở nhiệt độ tới 150 độ nó mới phủ vào lòng vỏ. Thành ra khi mà những chiếc xe máy chúng ta di chuyển trên mặt đường, ở nhiệt độ mặt đường, ở nhiệt độ vỏ xe chỉ rơi vô 6-70 độ thì nó hoàn toàn bình thường, không biến dạng, không chảy xệ. Và lớp cao su dẻo này thì bên Khanh sẽ bảo hành cho quý anh chị đến lúc nào quý anh chị đổi vỏ xe thì thôi. Nó không ăn mòn lòng vỏ giống như thời trước chúng ta dùng một chai keo lỏng chúng ta đổ vào. Với keo lỏng đổ vào thì nó sẽ gây ra hiện tượng mục mâm, mục lòng vỏ nếu chúng ta để luôn. Còn lớp cao su dẻo này nó sẽ nằm cố định ở một vị trí và không bị biến dạng, không chảy xệ. Trên tay Khanh đây, đây là một cái vỏ xe đã sử dụng trên một năm rồi. Và anh khách của Khanh thời trước, ảnh cũng thắc mắc và ảnh thí nghiệm thử cái vỏ xe của ảnh đang đi. Và sau khi chạy hết gai vỏ và làm chống đinh trên cái vỏ cũ của ảnh thì ảnh đã quyết định thay cái vỏ mới chống đinh sẵn và lắp cho chiếc xe của mình. Thì hôm nay giải pháp này cũng có thể áp dụng trên tất cả những chiếc xe máy, mô tô phân khối lớn và cả ô tô, chứ không nhất thiết phải trên chiếc Honda Vision. Và chi phí chống đinh cho chiếc Honda Vision hiện tại là 400 ngàn dành cho các chị em. 400 ngàn thôi cho cả bánh trước và bánh sau. Còn nếu mà chị em mình muốn thay vỏ mới luôn thì bên Khanh sẽ báo giá vỏ mới. Mỗi loại vỏ mới thì nó sẽ có giá trị theo thương hiệu Khanh, ví dụ IRC, Masis, Kenshin, Dunlop, Michelin, Pirelli. Thì bên Khanh sẽ báo giá cho nhà mình từng loại vỏ xe nếu mà nhà mình đang có nhu cầu. Cảm ơn tất cả quý anh chị quan tâm theo dõi các video. Nếu chúng ta là cửa hàng, những cửa hàng vỏ xe, những cửa hàng xe máy, sửa xe máy mà muốn chuyển giao công nghệ hoặc là muốn mua những cái vỏ xe phủ chống đinh sẵn về bán lại thì có thể liên hệ với bên Khanh. Bên Khanh cũng có những chương trình mua số lượng dành cho các quý anh chị cửa hàng, cũng giống như chuyển giao công nghệ, mua máy, mua nguyên liệu nha. Cảm ơn tất cả quý anh chị rất là nhiều. Xin chào và xin hẹn gặp lại.